Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem nước Mỹ các bạn nha. Du lịch một vòng quanh nước Mỹ cùng gia đình Văn Lì và bé Chá. Hai đứa chá. Hai bé Chiếc đi. Bên đây đi vòng vòng chơi các bạn ha. Trời ở ngoài nó không có nóng lắm cho nên mình sẽ đi vòng vòng. Thì bây giờ mình sẽ đi tới một cái mall, nó gọi là Fontainebleau Mall. Cái mall này nó bán đồ rất là sành điệu luôn bạn, cao cấp luôn. Nó khác với những cái mall thông thường. Thì từ đây xuống đó là 30 mai, 39 phút các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi nha. Chắc thì lên xe là có cái iPad. iPad đó, thấy sướng không? Mình nít bây giờ đi và có ghế riêng nè không đó, có iPad nè hay không, rồi ngủ là có mái che đồ các bạn ha, sướng lắm các bạn ơi. À, mình chắc sướng không? che lại đi cho nó đi, chắc sướng à, có mái che nữa nha bạn ơi. Mình đã tới cái mô nhà giàu rồi. Để mình kiếm cái chỗ nào mát mát mình vô coi. Lâu lâu dẫn Chét đi mo để cho nó gặp gỡ người ta các bạn. Cái chỗ mình mới đi vô là Norman Neiman Marcus. Mấy thương hiệu này mắc tiền các bạn ơi. Trumi nè. Thương hiệu Trumi nè. Zudin. Cái mo này thì nó dẫn các bạn, tại đa số bây giờ là mấy cái mo này mắc tiền, ít ai mua. Đi vô đây thử máy lạnh này. Cho Chắc vô đây vậy. Thử không khí nhà giàu xíu đi. Chị không Chắc. Tiffany and Co. Bây giờ mình thấy cái cửa hàng mà vợ mình nó thích các bạn. Bên đây là Gucci. Bên đây là Louis Vuitton. Ok, bây giờ đi vô trong cửa hàng dạo một vòng đi. Như dạo thôi chứ không có mua đó các bạn. Tiền đâu mà mua. Hai cục chè ngồi đi rồi, mua chi nữa. Rồi Chắc ơi, Chắc đang ở đâu đó? Chắc đang ở đâu đó? Hả? Chắc đang ở Levi hả? Chắc với Harry đi lên Levi đi hả? Chắc ơi, Chắc ơi. Bây giờ đi vô cửa hàng LV Louis Vuitton mua một cái túi sách các bạn ha. Thì bây giờ ở trong nó hơi chật cho nên mọi người đang dạo mình. Và con chó nó bự quá các bạn ơi. Mọi nhà giàu có chó đi từng khắp nơi. Bây giờ mình sẽ cho con vợ mà nó vô trong cửa hàng Levi nó mua túi sách Levi. Ok, bây giờ mình đã mua xong cái túi LV rồi các bạn ơi. Rồi vô đi. Vô đi. Rồi bên đây dẫn Chắc đi mua. Kìa, chiếc xe, kìa lấy đi. Thank you. Ok các bạn ơi, thì ở trong cái cửa hàng đó nó rất là nhiều người các bạn. Có nhiều khi người ta không thích mình quay clip họ các bạn ha, cho nên mình đi ở đây. Tại vì ở Mỹ người ta không thích mình. Bây giờ mình sẽ coi cái LV này. Thì cô nhân viên của gói cho mình nè bạn. Đó. Đây đi đứng đi, cửa hàng LV quay với LV được chắc là đi. Đó các bạn thấy không, đây là cái ông sức hai cái bảo hiểm của mình. Về nhà quay cận cảnh ha, giờ lo cho con nè. Ok. Ok. Ok các bạn ơi, thì cái mall này nó chỉ đơn giản có mấy cái cửa hàng nhưng mà nó mắc tiền các bạn. Mình đóng cửa rồi đó.
Các bạn thấy cái túi màu vàng vàng trên này là các bạn thấy là uy tín rồi đó nha. Louis ơi. Louis ơi. Chắc là vô Louis. Chắc là vô đi chung cho em nè con. Vô chụp chung em nè. Tại nhà cái em nè. Chắc. Louis ơi. Louis à. Louis ơi. Louis muốn chơi hả? Louis muốn chơi hả? Phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Phá cho ngành nail, Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM
và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.